Phú Nhai thật khéo tay ai mà xây đền thánh phúc ai đến cầu. Thưa quý vị, lúc này Biên Cương đang ở trên một trong hai ngọn tháp cao 44m của tiểu vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai, một trong bốn tiểu vương cung thánh đường tại Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị, năm 2023 cũng đánh dấu một mốc kỷ niệm rất quan trọng, 15 năm ngôi thánh đường này được tòa thánh nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Và ở nơi rất đặc biệt như thế này, trên tòa tháp cao 44m, chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình đến với tiểu vương cung thánh đường Phú Nhai một cách cũng hết sức đặc biệt. Biên Cương đang ở một tòa tháp. Vậy còn ở tòa tháp bên kia có gì đang chờ đợi quý vị và các bạn? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng tâm hồn và chuẩn bị với những lời nguyện cầu lên Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội quý vị nhé. Xin mời quý vị. Cánh hoa hái từ đồng xa, tiếng con cất lời hòa ca, bước chân đến trước nhan mẹ, từng phút giây có mẹ chờ che. Mẹ thương dìu con bước đi, bàn chân vượt bao khó nguy, lời kinh nguyện con miệt mài kính dâng lên mẹ suốt trên đường dài. Dâng lên mẹ ngàn gian khó trong đời, dâng lên mẹ khi nắng mưa hay buồn vui, dâng lên mẹ niềm cảm mến chân thành, dâng lên mẹ trọn tấm lòng cây trâu. Tiếng con cất lời nỉ non, hát dâng kính mẹ lòng son, giúp con kiên vững trung thành từ mỗi kinh mỗi việc đời con. Mẹ thương dìu con bước đi, bàn chân vượt bao khó nguy, lời kinh nguyện con miệt mài kính dâng lên mẹ suốt trên đường dài. Buồn vui dâng lên mẹ niềm cảm mến chân thành, dâng lên mẹ trọn tấm lòng cây trâu, dâng lên mẹ ngàn gian khó trong đời, dâng lên mẹ khi nắng mưa hay buồn vui, dâng lên mẹ niềm cảm mến chân thành, dâng lên mẹ trọn tấm lòng cây trâu. Thật là tuyệt vời với những âm hưởng của ca khúc Dâng Lên Mẹ, một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phạm Thùy Dung. Câu chuyện lịch sử nói lên rằng trước đây khi các đấng bề trên muốn một dấu chỉ tới Đức Mẹ để xem đâu là địa điểm phù hợp xây dựng ngôi thánh đường, thì các đấng đã được nghe thông báo rằng ở nơi đây tuyết đã rơi. Vâng, tuyết đã rơi, một điểm lạ.
và các đấng bề trên coi đó như là dấu chỉ mà Đức Mẹ mong muốn nơi đây sẽ là nơi mọc lên ngôi thánh đường để tạ ơn Thiên Chúa và dâng kính Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã đồng hành cùng với các đấng, các tu sĩ và bà con giáo dân vượt qua một giai đoạn rất khó khăn đó. Và ca khúc Dâng Lên Mẹ thật là phù hợp với ý nghĩa lịch sử của ngôi thánh đường này, phải không ạ?